Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. kính chào quý thính giả. tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm: Dicha Maria Pierre Cassaigne, giám mục Sài Gòn, tông đồ của người phong cùi Di Linh. tác giả linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng. Thưa quý thính giả, Giáo hội Việt Nam cách riêng Giáo phận Đà Lạt đang trong tiến trình thiết lập hồ sơ xin phong thánh cho Đức Cha Jean Cassagne, giám mục Sài Gòn, người cha của các bệnh nhân phong cùi tại Di Linh. Với lòng kính phục, mến yêu đặc biệt dành cho vị thừa sai và gương sống thánh thiện, lòng bác ái, yêu thương và tinh thần dấn thân phục vụ quên mình của ngài, dành cho công cuộc truyền giáo tại vùng đất cao nguyên Lang Biang nhất là cho việc thiết lập làng Cùi Di Linh. Qua những tư liệu lịch sử, những hình ảnh thu thập được, tác giả muốn phát họa đôi nét chân dung về vị tông đồ này. Một con người đã sống như bậc thánh nhân, khi dành trọn cuộc đời cho ơn gọi và sứ mạng phục vụ yêu thương theo gương Đức Giêsu, trở nên hạt lúa gieo vào lòng đất để sinh nhiều bông hạt. Tác giả muốn hoàn thành công việc còn dở dang của cuốn sách này với ước mong gương thánh thiện, đức ái Kitô giáo, tinh thần phục vụ yêu thương nơi Đức Cha Jean -nh được nhiều người biết đến. Để gương sáng ấy được nhân rộng, được tiếp nối ngay trong cuộc sống hôm nay, Đức Cha Cassin đã sống và công trình bác ái của Ngài cách đây đã hơn nửa thế kỷ. Nhưng giá trị của đời sống ấy vẫn nguyên vẹn và mang tính thời sự cho mọi thế hệ, đặc biệt cho những ai tâm thành, trí thiện, ước muốn sống yêu thương, phục vụ, để cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương cho tất cả mọi người. Năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm ngày qua đời của Đức Cha Gia Kasseg, 31 tháng 10 năm 1973, 31 tháng 10 năm 2023, tập sách này được xuất bản để thể hiện lòng tri ân mến phục dành cho vị giám mục giáo phận Sài Gòn và đặc biệt là người cha, vị tông đồ của các bệnh nhân làng cùi tại Di Linh. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong phần 1 có tựa đề Tuổi thơ và ơn gọi thừa sai. Trong chương Tuổi thơ và năng khiếu thiên phú. Đức cha là con trai duy nhất của gia đình, được thừa hưởng nền giáo dục trong một gia đình đạo đức truyền thống rất ngoan đạo, đặc biệt với gương sáng và tình yêu chăm sóc của người mẹ đạo đức. Là một cậu bé lanh lợi, khôi hài, vui tươi, hồn nhiên, năng động, và rất tinh nghịch. Gia Cassegn, đam mê các môn thể thao, thích mạo hiểm, có óc phiêu lưu và khám phá thiên nhiên. Được sinh ra và lớn lên nơi một làng quê bình dị của nước Pháp. Gia Cassegn rất yêu mến thiên nhiên với dòng Adour êm đềm trôi và con suối róc rách bên cạnh ngôi làng. Tuổi thơ của Gia đã gắn bó với những trò chơi trẻ con với đám bạn cùng trang lứa. Tất cả các tố chất và tuổi thơ, khung cảnh thiên nhiên cùng với ơn quan phòng của Thiên Chúa đã góp phần định hình cho cung cách sống và sứ mạng, cho cuộc đời mạo hiểm, cho dấn thân truyền giáo ở những vùng đất xa xôi của nhà thừa sai Gia Cát Xê như sau này. Cách đặc biệt để phục vụ cho những người nghèo khổ, những người khốn cùng ở chốn rừng sâu nước độc hoang dã tại Di Linh, Lâm Đồng, và nhất là hình thành nên các nhân đức của một vị thánh. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm tác phẩm được chia làm bốn phần, căn cứ theo trình tự thời gian trong cuộc đời của Đức cha Gia Pierre Cassagne. Phần thứ nhất có tựa đề Tuổi thơ và ơn gọi thừa sai. Phần này gồm ba chương, Tuổi thơ và những năng khiếu thiên phú. Hành trình ơn gọi chúng sinh linh mục, nhận lãnh sứ mạng và lên đường truyền giáo. Phần thứ hai có tên Hành trình truyền giáo. Phần này gồm năm chương, những bước khởi đầu công cuộc truyền giáo tại di linh, truyền giáo cho người thượng, tông đồ của người phong cùi và phát triển thành lập các giáo xứ mới. phần thứ ba đề cập đến thời gian đức cha làm giám mục địa phận sài gòn và phần thứ tư có tựa đề về lại mái nhà xưa với trọn niềm vui. kính thưa quý thính giả, tác phẩm đức cha Jamier Pierre Cassaigne giám mục sài gòn, tông đồ của người phong cùi di linh dày 325 trang trên khổ giấy 16 x 24 cm. Ước mong rằng gương bác ái và đời sống thánh thiện của Đức Cha Gia Cassegne sớm được giáo hội chính thức công nhận qua việc tôn phong như bậc thánh nhân để gương sống chúng ta bác ái, yêu thương và phục vụ cho mọi kỹ tô hữu và cho mọi người, hầu cho danh Chúa được cả sáng. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn vân vân không biết liệu tác phẩm Bichaja Magie Pierre cassagne Giám mục Sài Gòn, Tông đồ của người phong cùi Di Linh có phù hợp với mình hay không? Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại